khó thở, khó nuốt, khàn giọng, mệt mỏi có thể là dấu hiệu của bướu cổ tuyến giáp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ít giáp vương hỗ trợ giảm nguy cơ của bướu cổ lành tính, hỗ trợ giảm triệu chứng của bướu tuyến giáp lành tính. 97% người dùng hài lòng về hiệu quả của ít giáp vương.